Xin chào bà con, hôm nay chúng tôi đi bàn giao cái máy xay sắt gạo đơn dùng gia đình UN6N40, test máy và hướng dẫn vận hành cho khách hàng sử dụng. Hiện tại chúng tôi đang test gạo cho khách hàng. Máy này thì có chức năng là sắt trực tiếp, chỉ cần đổ lúa vào thì sẽ sắt ra thành gạo. Chấu và cán sẽ đi chung. Bà con có thể nhìn thấy là gạo ra rất đều, ít vỡ. Và chúng ta có thể điều chỉnh được độ trắng của gạo. Máy với năng suất là 100 đến 200 kg/giờ. Sử dụng điện một pha 3 kW. Motor sử dụng dây đồng, máy được bảo hành chính hãng 12 tháng. Với công suất 3 kW thì bà con có thể sử dụng ở mọi nơi có dòng điện yếu, dòng điện thấp có thể dễ dàng sử dụng được. Sau khi chúng ta chỉnh xong thì chỉ việc bỏ lúa vào, khi nào lúa gần hết thì chúng ta đổ thêm. Cứ liên tiếp như vậy đến khi nào mà chúng ta hết lúa thì chúng ta sẽ tắt máy. Và lần sau sử dụng thì chúng ta chỉ việc khởi động cho máy chạy từ 30 giây đến 1 phút. Sau đó chúng ta sẽ cho lúa xuống là có thể trả ra được như bây giờ. Máy thao tác và sử dụng cực kỳ đơn giản.